Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Tại thành phố Bản Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, ở khu vực phía bắc của vụ vỡ kè trước đây ở tả ngạn sông Rao Giang, 8 tổ máy phát điện dẫn động 12 máy bơm chìm liên tục bơm nước trong khu vực ngập lụt ở phía tây của con đập và đổ ra khu vực xung quanh thông qua một đường ống dài 25m tại sông Giang Hê. Cách đó hơn 10 km, khu tái định cư của trường cấp 2 Lugia ở thị trấn Lugia, quận Chang Taiji, thành phố Pajin. Nghe thông tin đường thoát nước đã khởi động, Đông Duce, một người dân được chuyển từ nơi bị thảm họa, vui mừng nói: lỗ bị tắc, giờ máy bơm nước lại kêu bíp, không còn xa nữa là ngày chúng tôi đi. Vừa qua, một con đập ở đoạn Susian ở tả ngạn sông Rao Giang trong khu vực Pajin đã bị vỡ dưới ảnh hưởng của các yếu tố như lượng mưa lớn trong giai đoạn đầu. Dưới sự hướng dẫn của các cơ quan ban ngành liên quan và sự hỗ trợ của tất cả các bên liên quan, tỉnh Liêu Ninh và thành phố Bản Cẩm đã bắt đầu 3 trận chiến liên tiếp, cố gắng hết sức để giảm thiểu tác động của lũ lụt đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Hôm qua, các nhân viên cứu hộ đã thực hiện các hoạt động thoát lũ ở khu vực phía bắc của vụ vỡ kè trước đây ở tà ngạn sông Rao Giang ở Pajin, tỉnh Liêu Ninh. Cuộc chiến ngăn chặn dòng chảy, chạy đua vào thời gian để ngăn chặn lũ lụt. Sau sự cố vỡ sông Rao Giang, Tổng cục Quốc phòng và Cục Quản lý Khẩn cấp đã chủ trì giúp tỉnh Liêu Ninh, thành phố Bản Cẩm và Tập đoàn An ninh Trung Quốc chịu trách nhiệm về vụ vỡ và niêm phong lập kế hoạch một cách khoa học. Điểm mấu chốt của việc không ảnh hưởng đến an toàn của kè Liêu Hà đã lập phương án ngăn chặn kết hợp nạo vét và ngăn chặn sửa chữa đường khẩn cấp, ổn định đầu kè, lấn chiếm hai chiều, đóng nhanh. Tập đoàn China Eni đã đầu tư 213 người vào việc xây dựng 2K và sử dụng 219 bộ máy móc để đối phó với nguy hiểm. Lực lượng chính ở phía trước, lực lượng mới ở phía sau, Sở Giao thông Vận tải thành phố Bàn Tân đã cử một đội bám đường. Công ty cung cấp điện lưới Bàn Tân điều động các phương tiện chiếu sáng khẩn cấp và máy phát điện để đảm bảo cung cấp điện phía trước. Bộ phận quản lý đã điều động xe trạm, cơ sở liên lạc khẩn cấp để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt. Đi bộ trên con đập, những chiếc xe tải cỡ trung bình mang biển số Leon G, Leon P và Yuan F đang vận chuyển đá đến chỗ bị vỡ. Bờ sông hẹp và xe tải lớn không thể sử dụng được. Tất cả đều do các thành phố xung quanh cứu men rong. Giám đốc Cục Bảo vệ Nguồn nước Pajin cho biết trong 5 ngày cứu hộ, có tổng cộng 3.551 xe chở đá đã được vận chuyển đến hiện trường và 14.600 mét khối đá đã được lấp đầy. Phương tiện hiện trường đã giúp đỡ rất nhiều. Đổ mồ hôi như mưa chống lại nhiệt độ cao vào ban ngày và chống muỗi vào ban đêm. Trong hoạt động liên tục này, khoảng cách giữa các vết nứt thu hẹp lại từng chút một. Đến khoảng 18:20 ngày hôm qua, đoạn kè bị lũ cuốn trôi hơn 100 giờ đã được đóng lại hoàn toàn. Thợ sửa chữa hai mặt nam bắc của điểm vỡ bắt tay vẫy cờ reo hò. Hôm nay, các nhân viên cứu hộ đã thực hiện các hoạt động thoát lũ ở khu vực phía bắc của vụ vỡ kè trước đây ở tả ngạn sông Rao Giang ở Pajin, tỉnh Liêu Ninh. Cuộc chiến chống ngập úng để khôi phục cuộc sống ở những vùng thiên tai càng sớm càng tốt. Việc sập miệng và đóng rồng có ý nghĩa rất lớn nhằm ngăn lũ sông Rao Giang tràn ra bên ngoài, từ đó mở rộng diện tích ngập nước, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho sự phục hồi tiếp theo của Liu Tongsu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kiểm soát nước thuộc Cục Kiểm soát nước Pajin cho biết. Nhưng điều tra này chỉ nhằm mục đích kiểm soát lũ lụt, các cơ sở thoát nước và đập và triển khai các hoạt động tiêu úng tại hàng trăm điểm bên cạnh đập của sông Rao Giang. 12 máy bơm chìm mà chúng tôi mang theo đã chính thức xả nước từ 8:40 ngày hôm qua, tiêu thoát 3.700 mét khối nước mỗi giờ và nhiều thiết bị và nhân viên từ các đơn vị cứu hộ đang được tăng cường. Theo ước tính của trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Pajin, sông Rao Giang vỡ làm ngập phía đông của con đập với tổng lượng nước lũ khoảng 50 triệu mét khối.
khiến một khu vực rộng 34 km2 bị ngập lụt. Với sự hỗ trợ của các bên, địa phương dự kiến hình thành công suất thoát nước 300.000 m3 một giờ trong vòng 5 ngày. Dự kiến khoảng một tuần nữa, khu vực ngập lụt sẽ cơ bản hoàn thành việc tiêu thoát nước và đi vào hoạt động tiếp theo là nạo vét, khử trùng và các liên kết khác, là thực hiện việc nối lại công việc trong khu vực thiên tai càng sớm càng tốt. Hôm qua, các nhân viên cứu hộ đã thực hiện các hoạt động thoát lũ ở khu vực phía bắc của vụ vỡ kè trước đây ở tả ngạn sông Rào Giang ở Pajin, tỉnh Liêu Ninh. Đồng thời, với việc khắc phục tình trạng ngập úng, chuỗi an toàn kiểm soát lũ lụt ở thành phố Pajin vẫn chưa được nới lỏng. Trong những ngày qua, thành phố Bản Cầm đã tổ chức hơn 2.000 quan chức chính phủ ra tiền tuyến và túc trực 24/24 giờ. Trên các bờ kè dài hơn 250 km dọc theo các sông Liao Hê, Da Liao, Da Linh và Lao Giang chảy qua thành phố Pajin, bạn có thể thấy những người tuần tra đê điều mặc áo phao màu cam và đội mũ rơm. Đến nay, thành phố đã gia cố đê bao và xây dựng được 21 km đê phụ. Tính đến 17 giờ hôm nay, lưu lượng đỉnh lũ của đoạn Pajin của sông Rào Giang đã giảm đáng kể từ 1.850 m3 trên giây trong giai đoạn trước xuống 295 m3 trên giây, và mực nước của trạm thủy văn Yuhegai gần nhất với lỗ hổng cũng đã giảm từ mức cao nhất 4,93 m xuống 4,25 m. Với tin vui về đỉnh lũ đang rút và mực nước đang xuống, Cục Khí tượng dự báo vẫn có mưa ở khu vực Bản Cẩm từ đêm ngày nay đến rạng sáng ngày mai. Công tác phòng chống lũ lụt không nên được xem nhẹ. Chúng tôi đã tổ chức một đội biệt kích vượt lũ gồm hơn 300 đảng viên chiến đấu ngày đêm, đánh dấu cẩn thận đề phòng những nguy cơ mới xảy ra. Chúng tôi cùng nhau nỗ lực và mong sớm giành được thắng lợi trong trận chiến chống lũ lụt. Pajin, người đã tuần tra bờ kè được 3 ngày, Jong Lu, giám đốc văn phòng Cục Thuế thành phố cho biết. Mưa lớn ở Long Nha, Phúc Kiến khiến hơn 300.000 người bị ảnh hưởng, 6 người chết và 1 người mất tích. Theo Tân Hoa Xã cho biết từ trụ sở cứu trợ án án và kiểm soát lũ lụt thành phố Long Nham rằng trong 3 ngày vừa qua, thành phố Long Nham nằm ở khu vực miền núi phía Tây Phúc Kiến đã hứng chịu mưa lớn liên tục tại 7 quận huyện của thành phố, 107 thị trấn, đường phố bị ảnh hưởng, 315.100 người bị ảnh hưởng, 2.816 ngôi nhà bị sập, mưa lớn liên tục làm 6 người chết và 1 người mất tích, cơ sở hạ tầng như vì đường sắt, đường cao tốc, thông tin liên lạc và điện bị hư hại nghiêm trọng. Theo thống kê của hệ thống cảnh báo lũ của thành phố Long Nham, từ 3 ngày vừa qua, lượng mưa liên tục của 161 trạm đo mưa trên địa bàn thành phố cơ bản trên 100mm, trong đó 48 trạm vượt quá 200mm và 48 trạm vượt quá 300mm, 6 trạm lớn nhất lên đến 387mm. Theo Văn phòng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Hạn chế của thành phố Long Giang, mực nước của các hồ chứa của thành phố đã tăng mạnh, trong đó dung tích chứa hiện có của 3 hồ chứa lớn chiếm 84% dung tích chứa trong lũ hạn chế, tăng 30% so với ngày trước đó. 68 hồ chứa loại nhỏ, hầu hết các loại hồ loại vừa đã đầy, dung tích hiện có chiếm hơn 90% dung tích trữ lũ. Ngoài ra, hàm lượng nước trong đất của thành phố về cơ bản đã bão hòa, khả năng xảy ra tai biến địa chất vẫn rất cao. Mưa lớn liên tục gây ra những thảm họa nghiêm trọng. Theo báo cáo, 6 người ở thành phố Long Giang đã chết do sập nhà, lở đất và các nguyên nhân khác, trong đó có 3 người ở thành phố Yangping, 3 người ở huyện Shanghang và 1 người ở huyện Xinliu bị mất tích. Mưa lớn liên tục cũng khiến cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng. Đường sắt Giang Long bị gián đoạn do lở đất trong 2 giờ 40 phút. Sau khi sửa chữa tích cực, nó đã hoạt động trở lại. Ga Xinhuan của đường sắt Giang Long đến ga Quan Yan đã bị lũ cuốn và sập. Các tuyến đường cao tốc của thành phố đã làm gián đoạn giao thông 70 lần, bao gồm 2 xa lộ Trung Quốc và 8 tỉnh lộ. Thông tin liên lạc của thành phố bị gián đoạn 19 lần và nguồn cung cấp điện bị gián đoạn 26 lần. Ngoài ra, lượng mưa lớn liên tục gây ra thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế ở thành phố Long Giang. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 17.591 ha, 3.115 ha nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, 114 đê và 15,3 km bị hư hỏng, 117 ao hồ đập bị cuốn trôi, 1.992 công trình thủy lợi bị hư hỏng, 14 công trình thủy điện, 158 công trình công nghiệp và các doanh nghiệp khai thác trên địa bàn thành phố bị đình chỉ hoạt động. Trước tình hình mưa lớn liên tục, thành phố Long Giang một mặt tập trung vào công tác phòng chống thiên tai và cứu trợ, mặt khác là tái định cư các nạn nhân và ứng phó khẩn cấp.
thành phố đã nỗ lực làm tốt công tác phòng chống tai biến địa chất để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Ở những nơi như huyện Xin Lu, huyện Thương Xương, huyện Trường Bình, huyện Liên Trang, thành phố Trung Bình và những nơi khác có lượng mưa lớn. Việc kiểm tra và giám sát các khu vực như dốc cao, các khu vực trũng thấp, các điểm tiềm ẩn thiên tai sẽ được tăng cường. Người dân trong vùng nguy hiểm được tổ chức di rời kịp thời, tránh nguy hiểm. Thành phố đã di rời 27.700 người, giải cứu 3.394 người mắc kẹt. Thành phố Long Giang cũng tổ chức kinh tế và thương mại, văn phòng đường sắt, giao thông vận tải, an ninh công cộng và các quận thành phố để hỗ trợ các sở đường sắt xử lý hành khách mắc kẹt. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an đã tổ chức rất đông lực lượng Cảnh sát Giao thông tuần tra trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn cho lái xe, đồng thời hỗ trợ hết mình trong công tác sửa chữa khẩn cấp đoạn đường sắt bị gián đoạn. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.